Đi đâu giờ này mới tới? Anh có thấy phụ huynh người ta ngồi sắp hàng hết trơn. À, phải, tại anh bận công việc và giải quyết việc xong mới qua. Là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như sáng trần. Người đã khiến tôi thẫn thờ, cho ngày qua tôi thẫn thờ. Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Yêu em từ lâu em biết chăng. Chẳng giống mấy cô người mẫu, em thật xinh, cô gái hiền. Chẳng son phấn tô sáng màu, em giản dị. Chỉ cao 1m52 nhưng sao đáng yêu dịu dàng, đôi môi thắm duyên nụ cười. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi xa. Thưa chuyện mẹ cha xin đừng nén vợ chồng. Thương em để lâu hóa thêm âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Rồi ta sẽ thật hạnh phúc, bên nhau bên nhau chẳng giờ. Cùng nhau sống chung mái nhà, cho nhau chén nướng chén cơm, cho nhau chú xuyên chuông tình, nụ cười tươi nở trên môi. Còn lo lắng chi người hơn, vì em đã có tôi rồi.